Kỳ cà phê vẫn bán kìa. Uống cà phê không? Quay quay phim. Cá đớp nữa nha. Đang vịt thì của nhà nào thả diễn nhông 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 á. Đi xa chứ trời. Em thấy tối đi xa lắm. Quay cho mấy anh chàng đang bấm điện thoại. Cái sảnh xe là cái sảnh nguy hiểm nhất, không biết nó có làm gì không. Cái sảnh xe là cái sảnh nguy hiểm nhất, không biết nó có làm gì không. Quay phim cho ngốc, nó làm gì nó làm. Bữa nào mua cái chống rung mà cho nó quay. Bữa nào mua cái chống rung mà cho nó quay chơi. Cửa hàng nó bán chùi lóc đó, nó mua hết hàng. Gà kìa.